Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Laptop3Z. Phong Vô đã quay trở lại rồi đây. Nhắc đến laptop gaming cao cấp thì không thể không nhắc đến Alienware. Và bên cạnh mình đây là chiếc Alienware M15R2 mình đã sử dụng trong khoảng 2 tháng. Và trong video này mình sẽ chia sẻ cho anh em về trải nghiệm cũng như ưu nhược điểm của chiếc máy này trong 2 tháng mình vừa sử dụng. Và với mức giá trên 35 triệu đồng trong thời điểm hiện tại thì không biết chiếc máy này có đáng mua hay không, thì trong video này mình sẽ chia sẻ cho anh em nhé. Và nếu anh em đang quan tâm đến chiếc máy này hay chiếc laptop gaming nào khác thì có thể hoàn toàn tham khảo tại cửa hàng Laptop3Z với mã giảm giá AZ300. Chi tiết và link sản phẩm mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả. Còn bây giờ bắt đầu video. Đầu tiên chúng ta phải nói về ưu điểm chiếc máy này, và ưu điểm mình thích nhất đó chính là thiết kế. Thiết kế được bo tròn trung tính, không quá gai góc với mình. Điều này tiếp cận được đến nhiều đối tượng người dùng, dù là học sinh, sinh viên hay là môi trường học tập, làm việc, công sở thì đều hoàn toàn phù hợp với nhiều người sử dụng. Là một chiếc laptop gaming thì chất liệu phải thực sự cao cấp. Chiếc máy này được hoàn thiện bằng chất liệu hợp kim nhôm maze cho một cảm giác cứng cáp, bền bỉ và khó xuống cấp trong một thời gian dài. Nổi bật nhất ở chiếc máy này đó chính là phần mặt lưng. Phần mặt lưng được trang trí logo Alienhead cùng với hộp tản nhiệt gù được trang bị đèn LED RGB. Đây là một thiết kế mình cảm thấy rất là sáng, đẹp, tranh xả, mang tính nhận diện thương hiệu cao. Lỗ gió và đèn tản nhiệt được thiết kế hình tổ ong, mang tính hiện đại và độc đáo. Mình nghĩ là chắc chắn rất là nhiều anh em sẽ thích cái thiết kế này. Nhưng chắc là trừ mình ra, bởi vì mình sợ lỗ. Khung bàn phím được phủ một lớp cao su non trong một cảm giác rất là mềm mại, thoải mái và nâng niu bàn tay. Khi mình sử dụng một thời gian dài thì mình cảm thấy rất là đã, rất là sướng và rất là mềm mại. Cùng với đó là bản lề được trải dài khung máy trong một cảm giác nâng đỡ màn hình rất là tốt. Mình thì hay có thói quen rung chân, và hôm vừa rồi mình có đi cà phê thì mình có ngồi cạnh hai bạn nữ, thì khi mình rung chân thì thật sự là chỉ có hai bạn nữ ngồi bên cạnh cảm nhận được, còn tuyệt nhiên chiếc máy tính của mình thì không. Và tổng thể thiết kế lại thì chúng ta có một độ dày 2cm cùng với cân nặng chỉ khoảng 2kg thôi. Rất nhẹ đúng không anh em? Chúng ta có một thiết kế tương lai, mỏng nhẹ, điểm nhấn mang tính đặc trưng thương hiệu, tổng thể hài hòa phù hợp với nhiều đối tượng, chất liệu hoàn thiện lâu xuống cấp, điểm 10. Đi sâu vào bên trong, chúng ta có một màn hình Full HD, tấm nền IPS với tần số quét lên đến 144Hz với độ phổ màu cực cao lên đến 99% sRGB, 76% Adobe RGB và độ sáng lên đến 300 nit. Đây là một độ sáng rất cao, và mình cảm thấy khi mà mình làm việc trong studio với rất nhiều đèn như vậy, như khi mình chơi game hay mình làm việc thì độ sáng này cho mình một cái trải nghiệm hiển thị rất là tốt. Và ngoài ra, ngoài chơi game ra thì mình còn có sử dụng Photoshop này, hay là sử dụng một số phần mềm đồ họa, nhưng mà với độ phổ màu rất cao như này thì nó cho mình một cái trải nghiệm tương tác đồ họa rất là tốt. Và phía bên dưới màn hình được tích hợp công nghệ Tobii Eye Tracking. Đây là một công nghệ cho phép theo dõi chuyển động của mắt. Và với cái công nghệ này thì cho phép chúng ta có thể xoay góc cam và chọn mục tiêu khi chơi game. Và với những tựa game như Tomb Raider hay Far Cry 5 thì đều hỗ trợ cái công nghệ này. Và ưu điểm của cái công nghệ này mà mình thích nhất đó chính là nó sẽ giảm độ sáng khi mình rời mắt đi. Trong vòng khoảng vài giây thì nó sẽ tự động giảm độ sáng xuống, và điều này sẽ làm cải thiện thời lượng pin cho chúng ta một cái thời lượng pin lâu hơn. Ngoài ra còn có rất là nhiều ứng dụng trên công nghệ này, nhưng do thời lượng video rất là ngắn nên nếu anh em muốn mình làm thêm về một clip chỉ chia sẻ về công nghệ Tobii Eye Tracking này thôi thì hoàn toàn có thể comment phía bên dưới nhá. Ok, đó là phần thị giác. Còn về phần xúc giác thì sao? Chúng ta có một bàn phím hành trình sâu lên đến 1.7mm, phản hồi nhạy và không có cảm giác flex. Và với chiếc bàn phím này thì cho mình có một cảm giác giống như là chiếc bàn phím của ThinkPad vậy. Bàn phím được trang bị đèn LED RGB từng phím, không còn là đèn LED 4 vùng như các phiên bản ở trước nữa. Và các bạn có thể hoàn toàn tùy chỉnh đèn LED, hợp phong thủy hay là một kiểu màu hay kiểu setup nào các bạn thích ở trên phần mềm Alienware Command Center nhé. Ở dưới chúng ta có touchpad được phủ kính, trang bị công nghệ Windows Version Touchpad. Đây là một công nghệ hỗ trợ đa cử chỉ và nhiều thao tác. Và thật sự thì với touchpad này thì mình chỉ hài lòng về cái thiết kế, nó rất là vừa phải và rất là cân đối so với khung bàn phím. Nhưng về trải nghiệm thì nó sẽ hơi zip, và cảm giác nó có, và cảm giác khi mình checking nó sẽ hơi delay một chút. Thì có lẽ Dell đã chưa tối ưu tốt cho cái phần mềm driver của chiếc touchpad này, và hy vọng trong tương lai thì Dell sẽ update để tối ưu cái chiếc touchpad này hơn. Và với một chiếc laptop gaming cao cấp thì trải nghiệm chơi game cũng phải thật sự là cao cấp thì mới xứng đáng với số tiền anh em bỏ ra, đúng không? Và với chiếc máy này được trang bị cho mình cấu hình i7-9750H, card RTX 2060 và RAM 16GB.
Và với chiếc cặp màn hình RTX 2060 này thì chúng ta có thể hoàn toàn tự tin chiến được hết tất cả mọi tựa game hiện nay. Và mình đã thử chơi tựa game Battlefield 5 và bật cả chế độ Ray Tracing và DLSS lên thì nhiệt độ của GPU rất là mát, chỉ xấp xỉ khoảng 75 độ C thôi. Rất là mát đúng không anh em? Khi mình để chế độ Performance hay Full Speed thì thực sự lúc này khi mình chơi game, CPU đã lên đến khoảng 90 độ. Nhưng mà điều này đã được Alienware giải quyết bằng chính phần mềm Alienware Command Center. Đó là khi mình để chế độ Cool thì lúc này lượng tiêu thụ điện trên CPU sẽ giảm xuống, đồng thời xung nhiệt trên CPU cũng sẽ giảm theo và chúng ta sẽ có một nhiệt độ rất là mát mẻ. Với cấu hình được trang bị Core i7-9750H, card RTX 2060 và RAM 16GB, với card RTX 2060 này thì chúng ta có thể hoàn toàn tự tin có thể chiến được mọi tựa game hiện nay. Và với một chiếc laptop gaming mỏng nhẹ, hiệu năng cao thì nhiệt độ là thứ chúng ta phải đánh đổi. Tuy nhiên, Alienware đã sử dụng phần mềm để giải quyết được vấn đề của phần cứng và với mình đó là một ưu điểm. Và dù có nhiều ưu điểm rất là đáng khen nhưng mà mình vẫn sẽ phải có một vài điểm trừ cho chiếc máy này. Và nhược điểm đầu tiên mình phải nói đến đó chính là về màn hình. Về màn hình của chiếc máy này được làm bằng nhựa bóng và cái chất liệu này rất là dễ để lại dấu vân tay và rất là dễ xước răng, cho nên khi mình sử dụng mình lúc nào phải rất là cẩn thận và mình hay có thói quen lau màn hình trước khi sử dụng, nên điều này sẽ rất là gây là phiền phức. Và với lớp phủ cao su non ở bàn phím và khung bàn phím với phiên bản màu trắng này thì thật sự là nó sẽ rất là dễ gây bám bẩn, dễ để lại dấu mồ hôi vân tay và rất là dễ chảy xước, nên khi anh em sử dụng phải thực sự cẩn trọng. Ở chiếc mẫu M15N2 này thì sẽ cho chúng ta hai phiên bản là màu trắng và màu đen, nên tùy vào sở thích và phong thủy anh em có thể lựa chọn màu sắc mà anh em thích nhé. Và nhược điểm cuối cùng cũng là nhược điểm mà mình cảm thấy đáng tiếc nhất, đó chính là khả năng nâng cấp. Khả năng nâng cấp của chiếc máy này rất là hạn chế khi chúng ta bị hạn chế RAM vào mainboard. Thật ra việc bỏ RAM rời trên chiếc máy này là để tối ưu không gian cho tản nhiệt. Và thật sự anh em sẽ phải lưu ý khi mà chọn chiếc máy này ở cấu hình RAM 8GB hay là 16GB tùy vào mức độ và tiêu chí lựa chọn máy của anh em. Nhưng mà theo mình thì nên chọn bản 16GB để tối ưu cho về sau hơn. Tổng kết lại, chúng ta có một chiếc máy thiết kế đẹp, màn hình phủ màu tốt, độ sáng cao, đèn led RGB xịn sò, tùy chỉnh chi tiết, chơi game mượt, đã mắt và bàn phím hành trình sâu. Dù bị hạn chế về mặt nâng cấp cũng như một vài điểm nhỏ mình chưa hài lòng về mặt thẩm mỹ, nhưng nhìn chung lại, đây vẫn là một chiếc máy xứng đáng để bỏ tiền ra trong thời điểm này. Còn anh em nghĩ sao về chiếc máy này? Hãy cho chúng mình biết ở comment phía bên dưới và đừng quên like, subscribe và chia sẻ cho channel của Laptop và Z nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.